nhưng vừa nhau miền Tây đó nha. Đi giờ lên kia kìa, đây, bà bên đây kia là cái bánh đang bánh khác nữa kìa. Thấy chưa? Thấy không? Chuyên nghiệp dễ sợ không? Chứ đâu có phải đâu. Đây, cục bột nắng vô cái nhân. Dạ. Cuốn nó lại. Đây. Rồi, đây thành cái nhân là bánh tròn. Có bảy bếp hấp kìa, lại đánh ra cái bếp hấp nữa kìa. Đó, con quay mà cũng đứng ở giữa, kìa. Con quay hết à. Chứ có phải mình có phải đâu. Đây mà. Đó. Đây, thấy không? Thấy cái bánh thấy thương không? Dạ. Có cái gì cũng được mà có cái gì chưa được. Dạ. Chưa. Bắt bổn lên, để cái nhìn vô. Vô tròn tròn tròn, để vô cái miếng lá, nó mới lợi. Để xong. Vô tròn tròn, vô tròn bóp méo gì đó, muốn làm gì làm. Về đồ Tây vui vẻ lắm nha con. Đây là thao nhân, đây là thao bột. Đây là cái thùng dầu ăn. Mình quay bên đó mà mình quay qua cái bàn có bánh lá kìa. À, trời, không trời. Có gì hết. Chị Tư. Dạ thưa chị hai. Chị Tư chờ không thấy chị Tư nha. Chị Năm. Khỏe à, chị. Quên xin lỗi chị Năm. Chị Năm chị đã đứng không chị đi. Chị Năm đây chị Tư. Chị Tư cũng biết lắm à. Ngay từ xe tới bây giờ. Thôi chị ngồi dừng lúc nha. Trời ơi chị ngồi đó mà không thấy trời. Bà nói bánh lá. Nó bánh lá không à? Bánh lá. Quá. Lá không à chứ không có gì hết. Dạ. Dạ dạ dạ. Bánh lá. Dạ. Cái này thơm nhân. Dạ. Lá. Rồi, nhau có bánh lá mà tại vì bà nói lá không à thì nói bánh lá. Bánh lá nha, bánh lá nha. Bánh ăn với nước cốt cái gì? Cô chợ cái bánh đó ăn quen hả? Điền luôn đó. Đúng rồi. Bà Bảy hay cho ăn lắm. Bánh này bánh của bà Năm mà. Bánh mà Năm là phải gói á. Bánh này sao mà mấy người xanh đồ à, bệnh đồ ăn được chị hay? Dạ cái bánh hiền. Này hiền lắm. Dạ hiền. Dạ. Dạ. Bánh bột gạo này kia. Bánh kia một bánh. Đi đám gỗ miền Tây. Phần Việt con thấy không? Đi đám gỗ miền Tây nó vậy nè. Nó mận rộn. Thank you.